Thank you.
Rất chi là ok, tuyệt vời. Một con gà rừng nữa đó. Nó chân kia mọi người. Nó đến rất là nhanh luôn. Mình tưởng là cái gì trong ở đây ổn như thế, nhưng mà nó chính là gà rừng rồi. Mình gà rừng đến thì mình cũng rung rất là to lên lắm rồi. Đây này mọi người, ok này, nhưng mà nó vẫn còn sống. Sống được rồi. Ok này, đẹp chưa? Bao nhiêu rồi? Rồi dưới kia. Mình tưởng chúng mình thật. Nó tưởng là giờ thì sẽ không được rồi. Đây. Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Mình không đặt bẫy mà này, mình không đặt, mình không cắn giò. Nếu cắn giò thì để nó về đá thì chắc ok, nhưng mà mình không đặt giò thì bên luôn. Con này cũng là con non mọi người. Ây da, tuyệt vời. Một con gà rừng rất là tuyệt vời, đẹp luôn ạ. Con này thì nếu mà mình cắm giò thì để nó đá thì rất là ok lắm. Nhưng mà mình không để nó đá, mình không cắm giò. Cũng không biết là nó ở chỗ nào luôn thì mình không cắm giò mọi người. Mình cũng mang theo cái súng hơi của mình thì mình không cắn giò, mình cũng đến thì mình cũng bên luôn thôi.
người xem video mình thì hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ và like cho mình để mình có động lực làm cái video tiếp theo nhé. Xem nó trong bên này. Tuyệt vời. Bay rồi mình tượng này. Giờ thì sẽ không được. Bây giờ thì lại được món ngon rồi. Món ngon này. Ây chà. Phê thật à, đây này. Gà môi của mình. Đấy. Con này là con đầu tiên luôn đấy mà. Đấy. Xem thử nó có đái không. Con này con đầu tiên luôn. Nó đến gần quá đây nè. Cái chỗ này luôn, nếu mình cá giò thì chắc chắn là sẽ được thôi. Đẹp lắm này, con bội tơ này. Tuyệt vời luôn. Con mái thì nó xuống dưới kia. Con trống thì nó lên trên kia thì mình mới thấy rồi mọi người. Tuyệt vời luôn. Gầy máy phát là nó đến luôn. Bên cho nó rất luôn. Ok, sáng nay thì mình cũng rất là may mắn luôn á. Đây là con đầu tiên là nó được nhé. Con này thì mình đi bẫy lúc nào cũng đến mọi người, nhưng mà mình cắn giò không đúng hướng thì nó không dính thôi. Bên lại còn không trúng nữa, lại trượt nữa. Giờ thì không trượt nữa rồi. Đợt luôn. Tuyệt vời, con này thì nó gáy. Nó gáy không hay mọi người, con này nó gáy không hay. Nếu nó gáy chuẩn thì chắc mình bái rồi, mình đặt giò rồi, nhưng mà nó gáy không chuẩn thì mình cũng không thích. Thì mình bên thôi. Rồi ok mọi người nha. Bây giờ thì cùng được một con rồi. Thì mình cũng sẽ xin tạm dừng video tại đây nhé. Nếu mọi người thấy video mình hay thì hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, để mình có động lực làm cái video tiếp theo nhé. Thì bây giờ rừng đi bên chin cho mọi người xem, bên gần rừng cho mọi người xem luôn ạ. Đây. Mấy ngày nay thì không trời không mưa rồi thì nó trời nắng rồi thì mình sẽ đi rừng. Đi chỗ có gà rừng nhiều nhá mọi người. Thì mình sẽ đi bẫy lại đi bên cho mọi người xem. Ok cho mọi người nhé. Gặp lại mọi người trên video tiếp theo nhé.